Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Toàn Auto. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một cái dòng xe tải thuộc phân khúc tải nhẹ của cái dòng xe tải Hyundai. Trước mặt màn hình của mọi người là dòng xe tải Hyundai MT có số loại là N250XL. Thì cái dòng xe tải này là dòng xe tải 2,5 tấn, có tải trọng là 2,5 tấn, phiên bản cục mũi bạc dài 4m3, 4m280, chiều rộng là 1m790 và chiều cao là 1m630. Thì em xin giới thiệu về sơ lược về nội ngoại thất của dòng xe này. Hiện tại cái đối với dòng xe tải này đang rất là bán chạy trên thị trường hiện nay ở bên công ty bên em. Thì sau đây thì em xin giới thiệu sơ lược về cái mẫu xe nội ngoại thất của dòng xe này. Thì trước mặt của mọi người là về phần ngoại thất cabin của dòng xe tải Hyundai N250XL này. Đó, thì về phần kính chắn gió thì được làm dày 3 lớp, rất là chắc chắn. Phía dưới là mặt nạ ga lăng được làm bằng sắt. Được làm bằng sắt rất là cứng cáp luôn. Bên đây là nhãn hiệu Hyundai. Phía dưới là logo Hyundai hình chữ H. Đối với dòng xe này thì được sử dụng là hộp đèn halogen bao gồm là pha có xi nhan. Đối với này là phần hộp đèn này là đã gắn với tên liền, gắn liền với nhãn hiệu Hyundai rất là lâu rồi. Rất là cứng cáp luôn nè, nằm hình hộp có chữ nhật nằm ngang. Xin lỗi mọi người. Phía dưới là đèn sương mù. Cho quý bác tài có thể là đi xa là có điều kiện sương mù rất là có điều kiện ánh sáng rất là tốt. Đây là cản được làm bằng nhựa, làm bằng nhựa công nghiệp rất là cứng cáp. Thì đối với dòng xe này thì hiện tại được sử dụng động cơ là 2.5 lít cho ra là công suất là 130 mã lực. Thì đối với cái công suất này thì khá là phù hợp cho quý bác tài chạy xe chở những cái mặt hàng mà nhẹ hoặc là những mặt hàng trái cây rất là tiện lợi, rất là khỏe, rất là bền. Thì về phần gương thì đối với dòng xe này thì được trang bị là chỉ có là hai gương thôi, là gương đơn, mỗi bên một gương. Đây cho quý bác tài coi là gương đơn bản bự, giúp cho quý bác tài có thể là nhìn về phía sau thùng rất là xa, rất là có một cái tầm nhìn gương rất là thoải mái. Đây thì đây là về phần ngoại thất, đây về phần nội thất mình đâu quay nè. Đây khi là mình mở cửa nè, mình mở cửa ra rất là êm luôn nè. Quý bác tài thấy không? Mở cửa ra rất là êm. Những cái đây là bên trong là về phần ngoại thất, nội thất bên trong của dòng xe Hyundai này. Đây 2,5 tấn. Thì đối với dòng xe này thì nhà máy sản xuất ra là cho 3 ghế ngồi. Một ghế bên tài và hai ghế bên phụ. Dưới tài. Rồi. Đây. Đây là bên trong của dòng xe này. Thì đây là vô lăng hai chấu. Vô lăng hai chấu, có vô lăng gật gù hai chấu nha quý tài. Thì về phần ngoại thất, nội thất ở bên trong đó thì đối với dòng xe này thì trang bị đi theo nó bao gồm là radio, máy lạnh và FM, máy lạnh hai chiều. Thì đây cũng nè, đây là đồ gạt tiền thuốc nè, đồ chăm tiền thuốc rồi. Thì mình quay sơ lược cho mấy anh em xem. Về phần hộp số thì là hộp số 6 cấp. Bao gồm là 5 số tiến và 1 số lùi. Mình quay sơ lược tổng thể của dòng xe này thôi. Rồi những clip sau mình sẽ quay chi tiết về kết cấu thùng và những chi tiết mà có trên xe tải Hyundai của bên mình. Những ưu nhược điểm của nó mình sẽ nói về phía sau. Thì vô lăng, đồng hồ túp lô thì mọi người cũng đã thấy thì chỉ là đồng hồ cơ nè. Nó gồm là hai bên là kim xăng rồi nè. Đây đó, thì sơ lược tổng thể như vậy thôi. Thì đối với dòng xe tải Hyundai này thì được sử dụng hệ thống lớp là hai hệ thống lớp nha. Lớp trước thì nó to hơn,
to hơn lớp sau. Lớp sau là lớp đôi ha, phiên bản thì nhỏ hơn. Đây thì đối với phần thùng xe thì mọi người cũng đã thấy, thì đối với dòng xe tải 2,5 tấn này thì được trang bị là thùng mua bạc, được trang bị là 5 bẩn, bao gồm là 4 bẩn hai bên và 1 bẩn phía sau ha. Bẩn này thì được trực tiếp bên công ty bên em đóng luôn, công ty ô tô Quốc Việt đóng luôn ha, rất là chắc chắn. À, bao gồm dày 3 lớp, lớp trong là tôn kẽm, lớp giữa là mối xốp, lớp ngoài là inox. À, mọi người đã thấy thì những đường nét thùng thì rất là chắc chắn luôn, mà mọi người thấy ha. À, cung lương bản lề, nó bản lề rồi, hai con tôm rồi à, rất là cứng cáp. À, thì mọi người cũng đã thấy thì đối với dòng xe này thì chỉ có 2 màu thôi, là màu xanh này và màu trắng. Thì nếu mà quý bất tài mà muốn mà đổi màu theo phong thủy đó, thì bên em cũng vẫn có thể hỗ trợ đổi màu cho quý khách hàng vẫn được đó. Thì đối với dòng xe này thì bên em vẫn có thể hỗ trợ đóng thùng theo yêu cầu đó. Thì thùng đó, bên mình thì có thể làm ở dĩ mà làm thùng sàn phẳng, sàn dọc sóng, sàn lá me đó. Đó thì mọi người, đây là sàn sắt nha mọi người đó. Thì em sẽ giới thiệu sơ lược thôi đó, em sẽ quay tổng thể cho mọi người xem về cái dòng xe này đó. À, em quay sơ lược cho anh em xem tổng thể. À, đây là những người thùng, để phần thùng thì rất là chắc chắn. À, đây rồi phía dưới thì về hệ thống khung gầm sexy của dòng xe này. À, thì mọi người cũng đã thấy thì về phần sexy thì là một sexy liền khói từ phần đầu cabin đến chạy dài phía sau luôn. À, thì đối với dòng xe Hyundai thì mọi người cũng đã biết thì về phần lớp thì nó sẽ được có hai lớp dự phòng, đây một lớp sau và một lớp mình để bên hông đây, mọi người cũng đã thấy. Về phần hệ thống nhíp và cầu láp thì đối với dòng xe này là sử dụng là nhíp đơn nha mọi người. Đó, hệ thống nhíp đơn bao gồm là 7 lá nhíp, 7 lá nhíp mình kết hợp với hệ thống cầu láp sau nè, cũng khá là to để giúp cho mọi người, mấy anh em mà chạy hàng chịu tải rất là tốt đó. Chịu tải rất là tốt luôn. Thì đối với dòng xe này thì theo em thì đó giờ chưa có quý khách hàng nào mà chê, chưa có khách hàng nào mà chê về phần ngoại thất hay nội thất, về phần máy móc ha, nhất là phần máy móc là không có hư vặt ha, không có hư vặt ha. Thì đối với dòng xe này thì hiện tại mình, nếu mà mình tài chính mình không được tốt thì mình, nếu mà quý khách hàng mua vay ngân hàng thì đối với dòng xe này thì hiện tại là đang có giá trị vay cao lên đến tầm 60-75% giá trị của xe đó. Thì đối với dòng xe này hiện tại là đang bán, đang công ty đang có giá là 570 triệu, chưa tính giấy tờ tùy vào khu vực mà có giấy tờ chênh lệch khác nhau đó. Mà với phần chênh lệch thì không đáng kể, nó dao động tầm khoảng là, nếu mà giấy tờ khu vực miền Tây thì tầm khoảng 17 đến 18 triệu đó. Thì giấy tờ sẽ tùy thuộc vào từng khu vực mà nó có chịu trên lệch 1-2 triệu không đáng kể. Thì đối với dòng xe này thì quý khách hàng nếu mà muốn mua thủ tục vay ngân hàng thì thủ tục cũng rất là dễ đó. Thì chỉ cần có chứng minh thư, căn cước, sổ hộ khẩu rồi thì bên em sẽ hỗ trợ quý khách hàng làm hồ sơ vay ngân hàng, đúng không? À, thì hiện tại xe này bên em đang có sẵn rất là nhiều, nên là quý khách hàng cứ yên tâm đó, về khi khách hàng mà mua thì cứ yên tâm để xe bên em có sẵn, khi nào mà hồ sơ ok xong thì hồ sơ ngân hàng thì xong hết thì bên em sẽ tiến hành làm thủ tục để giao xe đó. Thì nói chung thì video của em đến đây cũng xin tạm dừng, chỉ là em sẽ giới thiệu sơ lược về cái mẫu xe này thôi. À, thì ở những cái clip mà tiếp theo em sẽ giới thiệu kỹ hơn, rõ hơn từng chi tiết, từng cái cấu thùng như thế nào để cho mọi người xem, mọi người hiểu rõ hơn. Và em cũng đã để lại số hộ ở phía bên dưới mà quý khách hàng, mấy anh em mà có xem
không biết cái không biết ở đâu, không biết những gì, hoặc là có thể lăn tăn về tìm kiếm cho mình một cái xe tải dưới 3 tấn đó, phiên bản thùng dài 4.3, thì liên hệ với em ngay để em sẽ được gặp trực tiếp để trao đổi hơn, kỹ hơn về cái dòng xe, tư vấn cho mọi người đó. Thì em cuối cùng em xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở một cái video kế tiếp. Em xin chân thành cảm ơn.